Như vậy, tự thể tự nhiên phá hoại gọi là diệt, trong đó không có vật gì cả, nên nói là diệt. Nghĩa là vô gián diệt, không phải ở đây sanh ra là nơi đây có diệt, nên nói là diệt, mà không sanh cũng gọi là diệt. Như vậy, thông đạt hoặc xuất hoặc chìm, không sanh không diệt, nên gọi là thông đạt hoặc xuất hoặc chìm. Này, thiện dũng mãi, nói thông đạt là có thể biết khắp về các duyên khởi, do các duyên mà các pháp được khởi, nên gọi là duyên khởi. Như vậy duyên khởi hoàn toàn không sở hữu, nên gọi là sự thông đạt duyên khởi. Đây gọi là biết khắp duyên khởi, nghĩa là có thể hiểu rõ như thật không khởi, vì không khởi nên gọi là duyên khởi. Bình đẳng không khởi nên gọi là duyên khởi. Với chỗ này khởi còn không có, huống chi có diệt. Tùy sự hiểu rõ duyên khởi hoặc thuận hoặc trái đều bất khả đắc, vì không đẳng khởi nên gọi là duyên khởi. Nếu không đảng khởi thì không có sanh, nếu không có sanh thì không có quá khứ, cũng không có đã sanh. Nếu không có quá khứ, cũng không có đã sanh thì không có diệt. Nếu không có diệt, tức vô sanh trí. Do vô sanh trí nên không sanh cũng không chứng diệt. Do vô sanh nên cũng không diệt. Do có sanh nên thiết lập có diệt. Đã không có sanh nên không có diệt. Đối với tất cả Pháp thấy biết thông đạt tác chứng như vậy gọi là tận trí. Thiện dũng mãnh tận trí là chấm dứt sự vô tri không biết nên gọi là tận trí. Thế nào gọi là tận là do không tận nên gọi là tận. Không thấy có Pháp nào để gọi là tận nhưng để vô tri nên gọi là tận trí, tức là chấm dứt vô tri gọi là tận trí, biết khắp tất cả pháp vô tri nên gọi là chấm dứt vô tri. Do chấm dứt vô tri nên gọi là tận trí, chẳng phải pháp vô tri có tận không tận, nhưng lìa vô tri nên gọi là tận trí, như thật biết khắp. Pháp vô tri này hoàn toàn không sở hữu nên gọi là lìa. Như vậy, do trí biết pháp vô tri, không riêng biệt, có thể đắc nên gọi là xa địa vô tri, nhưng pháp vô tri thật bất khả đắc, trí còn không có, huống là có vô tri. Nếu người có thể tận đắc giải thoát thì gọi là tận trí, thì nói như vậy mà như không nói, đã có trí tận thì hoàn toàn không thể nói chỉ là giả danh, nên nói chấm dứt vô tri cũng gọi là tận trí, nếu đem vô tận tận trí mà xem xét các pháp thì tận trí cũng không, nếu biết như vậy liền lìa tận trí cho đến bỏ vô tận. Bờ vô tận này tức là không bờ, cũng là bờ niết bàn. Tuy nói như vậy mà như không nói, vì tất cả Pháp đều là không bờ, cũng là bờ niết bàn, các bờ dứt hẳn gọi là niết bàn. Tuy nói như vậy mà như không nói, vì bờ niết bàn lìa ngôn ngữ, tất cả ngôn ngữ trong ấy hoàn toàn dứt hẳn. Này thiện dũng mãnh, như lai tuy nói có niết bàn mà như không nói, vì có niết bàn hoàn toàn không thể nói với tất cả sự nói. Trong cõi Niết Bàn rất hẳn các lời nói, nếu nói tướng cõi Niết Bàn như thế, tức là nói tướng thông đạt bát nhã xuất thế. Này thiện dũng mãnh, chẳng phải Niết Bàn có thể nói phương xứ ở đây ở kia, nên Niết Bàn thật không thể nói. Này Thiện Dũng Mãnh, sao trong này gọi là bát nhã ba la mật đa sâu xa? Thiện Dũng Mãnh chẳng phải bát nhã ba la mật đa này có thể đắc một phần nhỏ xa bờ kia. Thiện Dũng Mãnh nếu bát nhã ba la mật đa này có một phần nhỏ nào xa bờ kia, thì Như Lai nói bát nhã ba la mật đa sâu xa có xa bờ kia, Thiện Dũng Mãnh chẳng phải bát nhã ba la mật đa này có xa được nên không nói đây có bờ bên kia này thiện dũng mãnh bát nhã ba la mật đa này nghĩa là tác nghiệp diệu trí rốt ráo đến bờ kia của tất cả pháp nên gọi là bát nhã ba la mật đa tuy nói như vậy mà như không nói vì sao vì chẳng phải ngữ chẳng phải nghiệp có thể đến bát nhã ba la mật đa vì sao thiện dũng mãnh vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không thể nói được này thiện dũng mãnh bát nhã ba la mật đa tùy sự hiểu rõ các pháp nếu có thể tùy sự hiểu rõ tức trái giác ngộ vì sao vì trong đây không có vật để gọi là tùy sự hiểu rõ tùy sự hiểu rõ không nên giác ngộ cũng không tức là đối với các pháp không thông đạt nghĩa tùy sự hiểu rõ thông đạt pháp tánh bình đẳng là bồ đề tùy sự hiểu rõ các pháp nên gọi là bồ đề làm sao có thể tùy sự hiểu rõ các pháp vì trong đây không có vật để gọi bồ đề nên đối với trong đây cũng không có tùy sự hiểu rõ vì sao Thiện Dũng mãnh? Vì nếu có đắc được chút phần Bồ đề nào, tức là trong Bồ đề đắc Bồ đề, nhưng trong Bồ đề không có Bồ đề, nên làm như vậy là hiện chứng Bồ đề, vì chẳng tùy sự hiểu rõ, chẳng thông đạt nên gọi là giáp ngộ. Tuy nói như vậy mà như không nói, vì tất cả pháp không thể tùy sự hiểu rõ, không thể thông đạt. Lại pháp và phi pháp đều không có tự tánh, do giác ngộ lý này nên gọi là bồ đề. Vì sao tiện dũng mãnh? Vì không phải các như lai ứng tránh đẳng giác có thể đắc bồ đề. Không phải các như lai ứng tránh đẳng giác có thể rõ bồ đề. Vì như thật bồ đề không thể rõ, không thể nêu ra. Không phải các như lai ứng tránh đẳng giác xanh bồ đề. Vì tánh bồ đề không xanh, không khởi này thiện dũng mãnh nói bồ đề là không có sự ràng buộc chẳng phải trong bồ đề có chút hữu tình thiết lập hữu tình ở trong bồ đề không có hữu tình thiết lập hữu tình tại sao nói rằng tát đỏa hữu tình là sở hữu bồ đề mà phải nói bồ đề tát đỏa của bát nhã ba la mật đa này thiện dũng mãnh không phải trong bồ đề có đắc bồ đề chẳng phải trong bồ đề có thể đắc tát đỏa vì sao thiện dũng mãnh vì bồ đề siêu Việt, bồ đề không xanh, bồ đề không khởi? Bồ đề không tướng, không phải trong bồ đề có tánh tác đỏa không phải trong bồ đề có thể đắp tác đỏa Không do tác đỏa thiết lập bồ đề, không do bồ đề thiết lập tác đỏa. Vì tùy sự hiểu rõ tác đỏa không có tự tánh nên gọi là bồ đề. Biết trong bồ đề thật không có tác đỏa nên gọi là bồ đề tát đỏa vì sao thiện dũng mãnh Bồ Đề Tát Đỏa không phải tưởng Tát Đỏa hiện bày, trừ tưởng Tát Đỏa nên gọi là Bồ Đề, tuy nói như vậy mà như không nói. Vì sao vì Bồ Đề Tát Đỏa lìa ngôn ngữ, Bồ Đề Tát Đỏa lìa tánh Tát Đỏa, Bồ Đề Tát Đỏa lìa tưởng Tát Đỏa, biết Bồ Đề như vậy nên gọi là Bồ Tát. Làm sao Bồ Tát có thể biết Bồ Đề? Nghĩa là biết Bồ Đề siêu việt tất cả. Bồ Đề không tạo, Bồ Đề không sanh, Bồ Đề không diệt. Không phải tánh Bồ Đề có thể rõ Bồ Đề. Cũng không phải Bồ Đề hiền bày. Không thể hiện rõ, không thể thiết lập, không thể dẫn truyền. Nên gọi là Bồ Đề. Nếu không thể trái ngược tùy sự hiểu rõ thông đạt, không sự phân biệt, dứt hẳn phân biệt thì gọi là Bồ đề tát đỏa, Tuy nói như vậy mà như không nói, vì sao Thiện Dũng Mãnh vì Bồ đề tát đỏa không thể đắc vậy? nếu bồ đề tát đỏa có thể đắc tức đắc đây là bồ đề đây thuộc bồ đề đây là tát đỏa đây thuộc tát đỏa nhưng không thể nói đây là bồ đề đây thuộc bồ đề cũng không thể nói đây là tát đỏa đây thuộc tát đỏa vì có thể tùy sự hiểu rõ thật không có tát đỏa không có tánh tát đỏa bìa tánh tát đỏa nên gọi là bồ tát do không có tát đỏa trừ tưởng tát đỏa nên gọi là bồ tát vì sao thiện dũng mãnh cõi hữu tình tức là khái niệm không thật có hữu tình chẳng phải trong hữu tình có tánh hữu tình hữu tình không có nên gọi là cõi hữu tình nếu trong hữu tình có tánh hữu tình thì không nói là cõi hữu tình cõi hữu tình ấy tức là hiện không cõi vì có hữu tình không có tánh cõi nếu có hữu tình có tánh cõi thì phải thật có mạng tức là thân nếu có hữu tình lìa tánh cõi mà có thì phải thật có mạng tức là có thân khác nhưng có hữu tình không thật tánh cõi chỉ do thế tục giả nói là cõi không phải trong có hữu tình có tánh cõi, cũng không phải trong tánh cõi có có hữu tình. không phải tánh cõi là có hữu tình, không phải địa tánh cõi có có hữu tiền, vì tất cả pháp không có tánh cõi. Này Thiện Dũng Mãnh, ta nương nghĩa này mật ý nói các có hữu tình không thể thiên đập có vơi có đầy vì sao vì có hữu tình không có tánh các có hữu tình lìa có tánh như vậy có hữu tình không thể thiết lập có vơi có đầy các pháp cũng vậy không thể thiết lập có vơi có đầy vì tất cả pháp đều không thật tánh không thể nói có vơi có đầy nếu có thể tùy sự hiểu rõ các pháp như thế tức gọi là tùy sự hiểu rõ phật pháp làn đường nghĩa này mật ý nói như có hữu tình không thể thiết lập có vơi có đầy các pháp cũng vậy không thể thiết lập có vơi có đầy nếu tất cả pháp không vơi không đầy thì lấy không chân thật làm phương tiện, tức là Phật pháp không vơi không đầy. Như vậy tùy sự hiểu rõ tất cả pháp, tức gọi Phật pháp không vơi không đầy. Vì tất cả pháp không vơi không đầy nên gọi là Phật pháp, Phật pháp, tức không phải khái niệm Phật pháp, chẳng phải Phật pháp có vật khiến có thể vơi hoặc đầy được. Vì sao? Vì tùy sự hiểu rõ tất cả Pháp, nếu có thể tùy sự hiểu rõ tánh tất cả Pháp, thì trong ấy không có Pháp hoặc vơi hoặc đầy. Tất cả Pháp ấy nên biết là khái niệm Pháp giới, không phải Pháp giới ấy có vơi có đầy. Vì sao? Vì Pháp giới kia không có bờ bến, chẳng phải hữu tình giới và Pháp giới kia sai khác có thể đắc, không phải hữu tình giới và Pháp giới kia, hoặc vơi hoặc đầy, hoặc đắc hoặc mất. Tùy sự hiểu rõ như vậy, tức gọi là bồ đề. Do đây nên nói không phải Phật Pháp, có thể đắc, có thể thiết lập, có vơi, có đầy. Này thiện dũng mãnh, không có tánh vơi đầy, nếu người có thể như thật không phân biệt gọi là người, thấy như thật. Chẳng phải ở trong đây có lấy, có bỏ, tùy sự hiểu rõ như vậy gọi là bồ đề. Thiện dũng mãnh, bồ đề tức là tướng Phật. Sao gọi là tướng Phật? Nghĩa là tất cả tướng rốt giáo vô tướng, tức là tướng Phật vì sao thiện Dũ mãnh vì rốt ráo vô tướng cùng tướng bồ đề là tự tánh xa lìa như vậy tùy sự hiểu rõ gọi là bồ đề tùy nói như vậy mà như không nói vì sao thiện Dũ mãnh cần có thể tùy sự hiểu rõ pháp như thế nên gọi là bồ đề nếu có bồ tát nào thật không biết rõ pháp tánh như vậy mà bảo ta có thể như thật tùy sự hiểu rõ tự xưng là bồ tát phải biết người ấy xa bậc Bồ Tát, xa Pháp Bồ Tát, đem dành Bồ Tát dối gạt trời người A Tố Lạc, vân vân Này thiện dũng mãnh, nếu chỉ dùng lời dối tự xưng là Bồ Tát thành Bồ Tát ấy, thì tất cả hữu tình chẳng lẽ đều là Bồ Tát. Này thiện dũng mãnh, không phải chỉ lời dối và bậc Bồ Tát được Pháp Bồ Tát, chẳng do lời nói mà chứng được quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ đề không do ngữ nghiệp tự xưng danh mà liền được Bồ đề cũng không do lời tự xưng danh và bậc Bồ Tát được Pháp Bồ Tát. Này thiện dũng mãnh, tất cả hữu tình hành hạnh Bồ Đề, không biết không hiểu thật tánh các Pháp thì không gọi là Bồ Tát. Vì sao? Vì chẳng biết hữu tình, chẳng phải hữu tình vậy. Nếu biết hữu tình, chẳng phải tánh hữu tình là hành hạnh Bồ Đề, nên thành Bồ Tát. Nhưng do các hữu tình điên đảo không thể hiểu rõ việc làm của mình, cảnh giới của mình, hành xứ của mình, nếu như thật biết rõ việc làm của mình thì hành không còn phân biệt. Bởi hành phân biệt nên tất cả phạm phu ngu si duyên cảnh hư dối, khởi hành điên đảo, cũng duyên bồ đề mà khởi kiêu mạn chấp trước, trước. Vì họ duyên vọng cảnh, sanh ra điên đảo kiêu mạn, hành hạnh phân biệt nên không thể đắc pháp của các Bồ Tát huống là đắc bồ đề. Nếu ai có thể biết rõ pháp ấy như vậy thì chẳng còn khởi hành duyên hư dối cũng không còn duyên các pháp sanh kiều mạng, đây gọi là Bồ Tát hành nơi vô hành. Bồ Tát không nên do phân biệt mà khởi hành phân biệt. Nếu ở chỗ này không có sự phân biệt, thì không phải ở chỗ này mà có sự hành. Nếu ở chỗ này không khởi phân biệt, thì không phải ở chỗ này lại có sự hành. Chư Phật Bồ Tát đối với tất cả hành không có sự phân biệt mà tu hành, tất cả kiêu mạng, chốt giáo không khởi. Bồ Tát biết tất cả Pháp như vậy, đối với tất cả Pháp còn không dính vào, không còn phân biệt, không dạo, không đi. Như vậy gọi là chân hạnh Bồ Tát, lấy vô sở hành làm phương tiện. Nếu các Bồ Tát có thể hành như thế, thì gọi là Bồ Tát chân hạnh. Vì sao thiện dũng mãnh? Vì có thể tùy sự hiểu rõ các Pháp, thông đạt các Pháp nên gọi là Bồ Tát. Này thiện dũng mãnh nên biết không hữu tình tức là khái niệm Bồ Tát vì có thể từ bỏ tất cả tưởng vì sao vì có thể rõ suốt tất cả hữu tình chẳng thật hữu tình tất cả hữu tình đều không phải hữu tình tất cả hữu tình đều là điên đảo chấp trước hữu tình tất cả hữu tình đều là biến kế sở chấp hữu tình tất cả hữu tình đều là hư dối sở duyên hữu tình tất cả hữu tình đều là bại hoại tự hành hữu tình tất cả hữu tình đều là vô minh duyên hành hữu tình vì sao thiện dũng mãnh nếu pháp của tất cả hữu tình, chẳng có các loài hữu tình tạo tác pháp kia thì gọi là vô minh duyên hành hữu tình, pháp nào không có, nghĩa là chấp ta, chấp của ta, chính ta chấp cái của ta, sự chấp ấy là nắm giữ, bám víu, pháp đó chẳng có. Nếu có pháp đó thì tất cả hữu tình đều chấp là ta, chấp là của ta, chính ta chấp cái của ta, sự chấp kia là nắm giữ, bám víu, nên cho là thật có, không gọi hư dối không có pháp đó mà các hữu tình vọng chấp là ta chấp là của ta chính ta chấp cái của ta sự chấp ấy là nắm giữ bám víu đều không thật có đều là hư dối nên nói thế này tất cả hữu tình không thật hữu tình tất cả hữu tình đều là vô minh duyên hành hữu tình này thiện dũng mãnh không phải hữu tình là có chút thật pháp có thể chấp là ta hoặc chấp là của ta hoặc là hai chấp ấy nắm giữ bám víu đều không thật pháp nên nói tất cả hữu tình là không thật hữu tình nên biết không hữu tình ấy là khái niệm chẳng thật nói chẳng thật ấy chẳng biết